Rồi. Xin chào mọi người, em tên là Tạ Học Tuệ, là học viên lớp 13 do thầy Nguyễn Đình Đại hướng dẫn. Đây sau đây là bài bảo vệ project quậy phá của em. Thì website của em là web bán ba đô. Em có 5 mục, đó là một là lý do chọn đề tài, hai là các công nghệ sử dụng và các công nghệ và tôi sử dụng, thứ ba là chức năng chính của trang web, thứ tư là ưu nhược điểm của trang web, và thứ năm là hướng phát triển trong web trong tương lai. Thì đầu tiên lý do chọn đề tài là do hiện nay thì thời trang giới trẻ ngày càng phong phú và đa dạng, thì ba lô và túi sách là những phụ kiện đi kèm không thể thiếu và không chỉ thông dụng trong đời sống như đi học đi chơi, mà còn trong vì vậy yêu cầu về một chiếc ba lô chất lượng và hình dáng bắt mắt ngày càng được giới trẻ yêu chuộng. Sau đó là em đã chọn đề tài và để tạo ra một trang web nhằm cung cấp tới khách hàng những sản phẩm tốt nhất. Về công nghệ áp dụng thì là về front end em dùng HTML, JS, CSS, Bootstrap, Ajax. Về back end em dùng Spring, database thì dùng MySQL, Workbench, jQuery. Về các chức năng chính của trang web thì về phần front end thì ở giao diện website thì khách hàng có thể xem các sản phẩm, đặt mua, ngoài ra thì có thể đăng ký, đăng nhập tài khoản, gửi liên hệ yêu cầu hỗ trợ cho shop. Về phần back end thì em sẽ quản lý các tài khoản, quản lý danh mục sản phẩm, quản lý hóa đơn. Về ưu nhược điểm thì web ưu điểm thì em thấy web thiết kế đơn giản, dễ dàng sử dụng cho khách hàng. Về back end thì quản lý có những các chức năng quản lý cơ bản của một website thì giúp admin dễ dàng quản lý. Về phần nhược điểm thì em sẽ trình bày sau, còn hướng phát triển tương lai thì đây là trang trang chủ của website. Thì ở đây thì khách hàng có thể vào xem và xem các sản phẩm có sẵn như sản phẩm nổi bật, hoặc là có thể vào các danh mục như ba lô để xem các sản phẩm. Vì ở đây này em mới áp sản phẩm ít nên là mới có bằng này sản phẩm đấy ạ. Thì khách hàng có thể xem chi tiết sản phẩm, có thể bấm vào chi tiết sản phẩm thì sẽ hiện ra hình ảnh và chi tiết sản phẩm của sản phẩm đó. Thì ở đây có thể khách hàng có thể thêm luôn vào giỏ hàng hoặc là có thể quay lại và xem các sản phẩm tiếp theo. Thì đây thì mình có thể thêm tiếp. Em bắt đầu vào giỏ hàng thì ở đây em có hai sản phẩm, số tiền tính tổng sẽ tự động tính tổng, và khi có thể em sẽ xóa sản phẩm đi, thì ví dụ xóa hết đi thì web thì giỏ hàng sẽ không còn sản phẩm nào nào và hiển thị, còn em thêm lại và thanh toán. Ở đây thì em chưa đăng nhập thì mình phải trước khi chưa đăng nhập thì phải là nhập các thông tin để tạo hóa đơn. Khi ấn thanh toán thì sẽ quay trở lại trang chủ. Ở đây đáng nghe là có cái thông báo nhưng mà nãy web bị lỗi nên em tắt cái đấy đi rồi. Thì tiếp theo thì em vào đăng ký tài khoản. Ở đây thì ví dụ là chưa không nhập gì thì sẽ không nó sẽ hiển thị các thông báo để mình lưu ý và nhập các thông tin về tài khoản mình cần cần nhập ạ.
Ở đây thì em có cài đặt là email và tên đăng nhập là duy nhất, nên là khi ví dụ là nhập email trùng với email đã có thì không thể tạo tài khoản, hoặc là tên đăng nhập trùng với tên đăng nhập đã có thì sẽ không không thể tạo tài khoản mới, thì khi đó thì sẽ hiển thị này thông báo cho người dùng nhập lại. Dụ nhập và nhập tài khoản email đã có. Thì đây sẽ thông báo lại cho mình là tài khoản đã tồn tại. Mình nhập lại thông tin. Để tạm đây đó. Rồi là email khác. Mà tên đăng nhập thì mình lại nhập trùng, ví dụ là thì mình cũng không thể tạo được tài khoản. Đấy, khi đó mình phải nhập lại. Đấy, vì khách hàng đăng nhập thì sẽ tạo tài khoản, thì sau khi tạo tài khoản sẽ trở về trang trang chủ của trong web và mình đăng nhập lại. Thì khi đăng nhập thì mình chọn mua và thanh toán thì khách không phải nhập vào các thông tin như ban đầu nữa. Còn về phần về trang quản lý em đăng nhập này. Ở đây thì em sẽ có các chức năng cơ bản như là quản lý các tài khoản, quản lý danh mục, quản lý sản phẩm và quản lý hóa đơn. Thì quản lý sản phẩm và tài khoản thì em sẽ có lên là các vô chính như admin web và sale person là người bán hàng. Thì cái bây giờ tùy chọn vào từng cái sẽ hiện ra tài khoản của từng 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 role ạ. Đây thì vì là tài khoản em đăng nhập là tài khoản chủ nên là có thể thêm được tài khoản admin, nhưng mà cái phần phân quyền thì em chưa 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 làm đến cái đoạn cho các cái tài khoản admin mà không phải là chủ, nên là khi đăng nhập admin vào vẫn có cái nút này nên em chưa chưa chỉnh được. Đây, em sẽ tạo thành một tài khoản mới. Em có thông tin. Tôi đăng nhập. Đây có trò là admin khách hàng hoặc là người bán hàng. Em khi đăng nhập thì sẽ hiển thị ra được đấy, và mình có thể xóa. Xóa đây thì em sẽ chỉ đổi trạng thái trong database là active thành deactive. Về quản lý danh mục thì em có các chức năng có các chức năng như là thêm mới, chỉnh sửa và tìm kiếm.
tìm kiếm ví dụ là đây em phân trang nữa đấy, khi bấm túi thì sẽ ra các cái danh mục có chứa túi à, em chỉnh sửa. Cái này để xóa rồi. Cái này để tí em mời lại sau. Đây về quản lý các sản phẩm thì em chọn các sản phẩm như theo danh mục là quản lý ra sản phẩm ba lô, thì đây sẽ hiển thị ra tên sản phẩm, ảnh, thông tin và các thông tin khác. Thì đây là các trạng thái của nó. Ví dụ là hết là mặt hàng này hết hoặc là không không bán nữa thì sẽ xóa đi, thì trạng thái sẽ là thành hết hàng. Đây là trạng thái sẽ thành hết hàng. Để quản lý hóa đơn thì em sẽ gen ra các hóa đơn đã khách hàng vừa tạo đây, vừa nay em mới khách hàng vừa thanh toán vừa vừa tạo hóa đơn đây, có các tài khoản mới mới tạo đây, hai hóa đơn mới tạo, thì đây em có thể xem chi tiết các hóa đơn hoặc là xóa hóa đơn đi. Đấy là toàn bộ cái chức năng của web của em. Và thì sau khi demo web thì em còn nhiều chức web em còn website thì còn nhiều chức năng em chưa làm và còn vẫn còn một số lỗi, thì em sẽ sau này em sẽ hướng phát triển sửa những cái lỗi đấy ạ. À, cái phần liên hệ thì em lưu vào database nhưng mà em chưa 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 làm giao diện cho nó nên là em chưa gen ra được. Đã Xong như tụi em. xong rồi ạ.